Chào các bạn, tiếp phần trước, vòng chung kết lượt đi giải dấp cấp liên tái mùa 2023. Trận chiến giữa Hoàng Trúc Phong và Mạnh Thần là đại diện lần lượt của Hàng Châu và Tứ Xuyên. Mọi thứ lúc này diễn ra vô cùng khốc liệt khi hai lượt đấu trước, hai đội đang tạm thời quân bình. Ở trong cuộc này, Hoàng Trúc Phong cầm đỏ, dùng pháo đưa vào trung lộ, Mạnh Thần, mã 8 đã tấn 7. Hoàng đưa ngựa thúc lên ngay, Mạnh bình xe chủ động, thì Hoàng bất động xe phải, dùng bích 7 tấn 1, hoãn khế xe trần. Sau khi Mạnh Thần đưa binh 7 dốc lên, lựa chọn của Hoàng, thất lỗ mã triển khai ngay. Thấy vậy Mạnh Thần dùng mã còn lại cũng phát triển, rồi Hoàng tiến hoành xe. Tới đây Mạnh Thần dùng tường 3 tiến 5 biến cửa khá cơ bản. Hoàng Trúc Phong đã điều xe vào chân sườn. Tới đây Mạnh Thần dùng pháo tấn thẳng qua để đe dọa, chuyển là vỗ thẳng vào chốt để đe tường, giành thế tiên. Cho nên Hoàng dùng binh 5 tấn 1 để hóa giải. Mạnh Thần pháo còn lại cũng tiến thẳng qua hà để ngăn chặn đối phương, dùng xe 4 tấn thẳng hai nước đánh đuổi pháo đường 2, cho dù có lui về vị trí nào cũng bất lợi cả. Còn tới đây âm mưu vừa rồi không thể nào triển khai. Theo một bố cục khá cơ bản, Hoàng Trúc Phong mở pháo ra cánh biên trở thành tam bảo hộ, cánh bên kia cũng đã được huy động. Mạnh Thần xe 1 bệnh 2 để giữ cân trước. Sau khi Hoàng lấy xe bệnh 8 để giam hãm, Mạnh Thần lúc này đã bổ xe ngay, hàng ngũ khá nghiêm chỉnh. Hoàng Trúc Phong xe 4 dâng lên 3 trường. Câu chuyện tới đây sẽ là gì? Dùng chốt 3 tấn 1 để kích đổi, Hồng có thể đưa xe vào chiếm giữ một trục đường rất quan trọng, vừa có thể giữ được đường 3 của mình mà cố thủ, cũng như trực tiếp có thể uy hiếp vào mã 7 của đối phương. Nhưng về phía của Mạnh Thần còn có một nước cờ khá hung bạo, pháo 2 đưa vào trung lộ vô chiếu ngay. Chuyện rõ ràng nếu như Hoàng Trúc Phong đối phó một cách tùy tiện, thứ nhất là gì, mã 3 tiến 5 mà tiêu diệt, chắc chắn Mạnh Thần có một thế công bằng việc dùng pháo 8 cuột vào mã vừa chiếu ngay. Mã 7 tấn 5 thì chắc chắn quân xe đường 8 toi mạng, cho nên buộc lòng sĩ này phải bổ, và cũng chỉ cần tiêu đổi nhẹ nhàng, mã này quay đầu về, rồi tiếp tục dùng pháo 8 để cuột được binh ngay. Đánh kiểu gì xe 8 của Mạnh Thần cũng có thể nhập cuộc chiếm ngay vào hàng chốt, cho dù có kích đổi pháo tiếp tục. Tức là thủ đoạn của Hoàng lấy pháo 5 tiến 1 bắt cả đôi. Sau khi tiêu đổi, bàn cờ sẽ chuyển tàn, mỗi bên còn tam tử. Mạnh Thần nhiều chốt hơn, tất nhiên có chút được lợi. Khi thế quân của Hoàng Trúc Phong, pháo mã cánh bên kia cũng không dễ mà phát triển ngay được. Cho nên cũng là lý do cho những cờ này không thể nào đối phó đơn giản như vậy. Còn nếu như là lựa chọn mã 7 tiến 5, tất rằng cũng toi mạng. Cách đi cờ tới đây của Hoàng, dùng pháo 5 rời hình ngay. Bởi vì vậy mà việc duy trì pháo trung lộ của Mạnh Thần không thể nào được lâu dài. Đầu tiên là gì? Phải kích đổi xe. Hoàng Trúc Phong đương nhiên mã 7 thoái về đường 8 ngay. Tới lượt của Mạnh, nếu như cứ để nguyên vậy, Hoàng chỉ cần dùng mã 3 tiêu diệt pháo 8 bệnh 5, rồi lại lấy xe quay về và đánh tử. Cho nên buộc lòng lấy pháo 5 rút chạy, lại vất vả tả sang đường 2. Giờ Hoàng Trúc Phong đưa mã 8 tấn 7 phát triển đúng vào vị trí ban đầu. Tới đây Mạnh Thần cũng dùng xe 8 tấn cửa hà ngay. Tại vì sao lại như vậy? Đi ra một nước cờ chẳng mấy sáng rồi về tiền đồ. Câu chuyện để thông suốt chủ lực của mình, làm sao Mạnh Thần có thể triển khai được? Tới đây chúng ta sẽ được trả lời. Hoàng Trúc Phong dùng pháo 6 thoái 1, âm mưu khá rõ ràng và cũng vô cùng tàn độc. Nước cờ này chuẩn bị dùng pháo 6 bệnh 2 đánh tử vỏ xe. Khi quân pháo 8 chính thức rơi vào thế quân nịch tử, tức là chết ngạt, không đi được, cho nên xe 8 này buộc phải lánh ra tiếp biên. Giờ binh này chỉ cần tấn 1, Mạnh Thần lập tức buông cờ. Cho nên tới đây cách giải của Thiên Mã Vương cũng là câu trả lời cho nước cờ thăng xe của mình. Anh nhẹ nhàng tiến chốt để thế không, bắt buộc Hoàng lấy xe này tiêu diệt, rồi đoạn dùng xe 8 bệnh sang đường 4 ngay. Hòng là gì? Mời đổi mã của mình lấy pháo của đối thủ. Nhưng dễ để thấy một chuyện, quân ngựa đường 7 của Mạnh Thần rõ ràng yếu hơn pháo đường 6 của Hoàng Trúc Phong khá nhiều. Không như vậy, sau khi xe này mở tiêu diệt, vị trí xe của Mạnh Thần có lợi hơn đối phương một bậc so với việc xe của Hoàng Trúc Phong cứ một mình một ngựa rong ruổi cắm vào hàng tượng của đối phương mà không làm được bất kỳ một sự uy hiếp nào. Cho nên tới đây Hoàng Trúc Phong đưa pháo của mình rút chạy, và Mạnh Thần lại điều pháo sang để nhòm tường. Và cũng bởi vì vậy mà sóng gió bắt đầu nổi lên từ đây. Mới chỉ dàn trận có vài nước, chưa đâu vào đâu cả. Tới đây Mạnh Thần quyết định phế đi một mã của mình để mãnh công, đổi về một tường. Hãy cùng chờ đợi xem. Tới đây Hoàng Trúc Phong sau một thời gian ngẫm ngợi,
trong một ván cờ tiêu chuẩn, quyết định lấy xe này tiêu diệt, chờ đợi đòn diễn tiến của đối thủ. Mạnh thần đầu tiên là dùng pháo này chém tường, sĩ 6 tấn 5, rồi là tức khắc mở pháo ra cánh biên để nhằm chuẩn bị cho một mưu đồ, lấy xe 4 bệnh 2, hoặc là có thể chầu chiếu để rút về, hoặc là dùng xe cắm lên ba nước cũng đủ lấy lại quân khá dễ dàng. Cho nên Hoàng Trúc Phong tới đây vừa đánh sẽ phải vừa thủ. Đầu tiên lấy xe 372 đuổi pháo 8 của đối phương trước. Mạnh thần buộc phải lấy pháo rút về nhờ xe hỗ trợ, rồi tiếp tục đưa ngựa này phóng thẳng vào trung lộ. Đây cũng là lý do tại vì sao mà Hoàng Trúc Phong đã phải lấy xe 372 đuổi pháo 8 trước, hòng mở đường cho một mã bay lên trung lộ tạo thế liên hoàn, ngăn cản đòn cờ dùng pháo 875 quật vào của Thiên Mã Vương. Còn tới đây thì sao? Mạnh thần dùng pháo 877 để đe tường. Tường 3 phải tấn 1, rồi tức khắc lấy xe 472 để chờ. Tất nhiên là cho việc dùng xe cắm chiếu để rút về ngay. Nhưng việc tới đây, nếu như vội vàng đưa tướng quân xuất cung, liệu rằng có đủ ổn? Về phía của Mạnh thần sẽ có một loạt đòn để anh có thể chiếm được phần thưởng ưu, không những lấy lại quân dễ dàng, mà thế cờ của Hoàng Trúc Phong tan nát cả. Đầu tiên xe này cắm chiếu trước, tướng thượng lầu, rời lại xe 2 quay về ba trường. Để chờ cho việc, xe này chỉ cần vỗ vào, sĩ gác lên và rõ ràng mã trung lộ phải toi mạng. Nhưng nếu như tới đây để hóa giải, lại chủ động dùng tướng 6 thoái 1 thì không ổn, tại vì Mạnh thần dùng pháo 7 bệnh đường 2. Để chuẩn bị cho việc dùng xe này vỗ chiếu, rồi tiếp tục pháo này sẽ cắm lên. Thấy trước, nhưng Hoàng Trúc Phong rất khó để có thể đối phó toàn vẹn, đánh kiểu gì cũng phải mất một quân cả. Cho nên cũng là lý do, ngay tại đây còn đúng một cách nữa, là sĩ này phải quay về. Về phía của Mạnh thần đơn giản, dùng pháo chém về chốt ngay, kiểu gì cũng tiêu diệt thành công vào mã trung lộ, bắt buộc là mã 7 tiến 9. Thì chỉ cần lấy xe 2 bình 1 tiêu diệt, cả pháo lẫn ngựa còn lại của Hoàng Trúc Phong rơi vào hiểm cảnh, đành phải trả lại một trong hai. Và do thấy đây cũng là một thế cờ đã được đề cập, khi mà quân lực của Hoàng Trúc Phong quân bình với Mạnh thần nhưng lại bị tán loạn. Mạnh thần là người kiểm soát hoàn toàn về thế trận, không hề dễ thở một chút nào. Bởi vậy cũng là lý do mà ngay trong hình cơ này, cách giải của Hoàng Trúc Phong không phải dùng tướng quân xuất công, quá nguy hiểm. Quyết định của Hoàng dùng pháo 9 thoái một ngay, và Mạnh thần dùng xe 2 cầm chiếu trước, sĩ tất nhiên phải thoái thủ. Đoạn là gì? Dùng xe 2 rời về ba trường. Nếu như tiếp tục, sĩ 6 tấn 5, chắc chắn về sau này pháo 7 vẫn có thể bệnh sang đường 2 để ra chiêu thức như cũ vậy. Quyết định trước của Hoàng Trúc Phong là tướng 5 tiến 1 để tìm cách để hóa giải, và Mạnh thần xếp pháo này chém luôn cả chốt để tạo ra cuộc đổi chắc chắn lợi một quân. Tức là biến cờ này mã 7 tiến 9 thì xe này sẽ tiêu diệt vào mã trung lộ trước, rồi tướng xuất ra mới chém thẳng quân ngựa ở đường biên sau. Vẫn vậy, vẫn là thế quân bình, và Hoàng Trúc Phong còn tan tử, vẫn cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, ở vào thế hạ phong hoàn toàn. Cho nên quyết định trong hình cờ này của Hoàng Trúc Phong không phải là ra tay vội vàng, dùng chốt 3 tấn 1 để truy pháo 7, pháo 7 dịch sang lộ bên kia, rồi thứ khác lấy xe của mình rời về giữ vào mã trung lộ. Mặc dù đắc một quân, nhưng hàng tuyến phòng thủ của Hoàng Trúc Phong gần như đã phải tán loạn. Không những vậy, xe pháo mã cũng đã ở vào một vị chẳng mấy dễ chịu cả. Nước cờ thoái xe tuy là bị động, nhưng Hoàng gần như không còn cách nào khác cả. Chuẩn bị là gì? Mã 7 có thể tiến 9 tiêu diệt vào pháo biên. Cho nên Mạnh thần dùng pháo của mình rút chạy, đe ngược vào binh trung lộ. Tướng này đã quay về, chấp nhận rằng đối thủ có thể lấy được binh 5 vỗ chiếu, rời lại sĩ 4 tấn 5 mà cố thủ vậy. Mạnh thần dùng binh 5 tấn 1 để hậu thuẫn ngay. Tới đây Hoàng lại điều xe vào giữ đường sườn của mình. Mạnh thần mã 3 tiến 5, kỵ binh còn lại cũng đã được huy động. Hoàng Trúc Phong đưa tướng quân xuất công ngay. Tới đây Mạnh thần dùng chốt 3 tấn 1 để kích đổi. Câu chuyện đổi được, rồi mã 5 có thể phát triển, đẩy dậy những nỗi lo. Cho nên Hoàng Trúc Phong bỏ mặc mà dùng xe 4 tấn thẳng ba trường. Nhưng tới đây, về phía của Mạnh thần cũng cực kỳ đơn giản, dùng chốt 3 tấn 1 ủi qua hỏa. Không tiêu diệt, tốt rằng sẽ thành đại hỏa, lấy mã 5 tấn 7. Và đã bị Mạnh thần điều xe vào ém chặt cả hai. Lại vất vả dừng mã 7 quay về để phòng thủ trong hối hà. Giờ Mạnh thần pháo 4 dâng lên để cấm cản. Cản mã thứ nhất, bắt mã thứ hai.
về phía của Hoàng cũng chỉ còn đúng một cách là phải rời xe về. Thật sự là vô cùng khốn khổ, đắc được một mã của đối phương ngay từ đầu. Nhưng tại vì hàng tuyến phòng thủ vỡ đi một tường và thế công của Mạnh Thần tỏ ra quá áp đảo với những đường cờ tiến công không hề có bất kỳ một kẽ hở nào. Từng bước một, Mạnh Thần ép cho Hoàng Trúc Phong rơi vào cảnh thế khốn cùng. Tới đây, lại tiếp tục dùng pháo 573 để truy bắt cho bằng được. Hoàng Trúc Phong điều pháo vào, nhưng tưởng rằng là một sai lầm của Thiên Mã Vương nhưng chẳng hề. Tới đây nếu như xe di chuyển thì pháo phía trên toi mạng, nhưng cách đi cờ của Mạnh Thần lại rất thâm sâu, chủ động đã tính toán trước cả. Dùng pháo này chỉ cần tiêu diệt vào mã, pháo 7 mà vận lên tất rằng sẽ hở sườn. Pháo 3 chỉ cần thọc về hai nước thành sắt cổ. Cho nên để nguyên vậy, Hoàng đưa mã 5 tiến 4 để rút chạy. Mạnh Thần lại rời pháo theo đánh đuổi. Rời Hoàng đưa ngựa phóng ra ngoa tàu cũng chẳng hề có ý nghĩa gì cả, khi Mạnh Thần chỉ cần rời pháo về đủ để ngăn chặn. Hoàng Trúc Phong đã bệnh pháo ngay. Một công hai việc. Tức là gì? Tới đây tạo ra thế công về phía đối thủ, cũng như tướng quân đã có thể còn lối tháo chạy, cho nên tiếp tục sẽ là dùng pháo này bắt được xe của đối thủ. Cho nên cũng là lý do mà Mạnh Thần buộc phải lấy xe của mình rút chạy và tạt sang đường 8 mời đổi quân ngay. Thấy đây Hoàng dùng xe để tiêu diệt, Mạnh Thần cũng vậy, đòi lại quân dễ dàng. Và Hoàng tấn xe lên để giam cầm. Mạnh Thần triều tướng tìm cách thoát ngay. Tướng quân đã phải thượng lầu, rời thứ khác, rời xe về để cố thủ. Hoàng Trúc Phong dùng tướng quân ổn định ở tiền đáy của mình trước, lặp lại hình cờ như cũ vậy. Và Mạnh Thần dùng binh 5 tấn 1. Và Hoàng lại điều xe vào. Một là vây đuổi, hai là tìm cách tận dụng địch pháo 7 có thể tấn lên giam cầm hay chăng. Tới đây Mạnh Thần dùng pháo 472 để rút chạy. Âm mưu trọc chiếu quả thật khốn khổ vô cùng, cho nên Hoàng đã điều xe theo ngăn cản. Mạnh Thần bệnh đường 3 ngày. Bởi vậy mà nước cờ lặp lại như hình cờ vừa rồi chắc chắn không thể nào làm được. Tới đây quyết định của Hoàng dùng tượng 1 thoái 3 phòng thủ vô cùng yếu ớt. Quân tưởng đơn lẻ còn lại gần như chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Còn về phía của Mạnh Thần, xe pháo mã chốt đã thông thường. Đầu tiên là gì, pháo này cũng qua hạ để hỗ trợ. Hoàng Trúc Phong dùng binh 3 tấn 1, Mạnh Thần dùng pháo kê vào trung lộ bảo cân mã. Bởi vậy xe đường 8 di chuyển không còn gặp bất kỳ một nỗi lo nào. Quyết định của Hoàng Trúc Phong dùng pháo 7 dâng lên bắt cả đôi, cả xe lẫn chốt, nhưng quá ư là đơn giản. Mạnh Thần tiến xe 8 chìm đáy ngay. Đây cũng là một đòn cờ kết liễu mà Hoàng đành phải nhận thua. Khi lực bất tòng tâm, đánh kiểu gì, quân tưởng còn lại cũng mất mạng, và kể cả pháo đường 3 cũng không thể nào toàn thây được. Nhận thua có lẽ là điều miễn cưỡng mà thôi. Với chiến thắng rất quan trọng này của Mạnh Thần thì cũng đồng nghĩa việc Tứ Xuyên đang tạm thời vươn lên dẫn trước. Và lượt đầu cuối cùng của hai đội, đích thân chủ tướng Vương Thứ Nhất sẽ ra trận. Vương Thứ Nhất của Hàng Châu đối diện cùng Triệu Phản Vĩ của Tứ Xuyên, một tay cờ được mệnh danh là giang hồ đệ nhất sát thủ, liệu rằng có điều nào bất ngờ. Nhưng thật gây cấn làm sao khi ở ván cờ tiêu chuẩn, Triệu Tiên Thủ và Vương cũng chỉ có được kết quả hòa. Bởi vậy buộc phải bước vào ván cờ chớp để phân định kẻ thắng người bại. Lần này đổi lại tất nhiên là Vương được Tiên Thủ dùng binh 7 tấn 1 và Triệu chốt để phó trận. Vương hữu pháo đưa vào trung lộ. Tới đây Triệu tưởng 3 đã tấn 5. Vương tức khắc đưa ngựa cánh phải lên và Triệu dùng chốt 3 tấn 1 để công tưởng. Vương bỏ mặc lấy xe 1 bệnh 2. Sau khi Triệu tấn chốt qua hạ thì Vương tưởng 7 đã ném ra cánh biên đánh đuổi. Triệu tìm cách để giữ lại chốt bình 3 tấn 1. Vương đầu tiên dùng pháo nảy cuộn chốt vỗ chiếu trả. Di 4 tấn 5 rồi tổ chức để di chuyển. Pháo 8 rời hình. Mặc dù rằng về phía của Triệu mới chỉ có vài nước cờ đưa được một chốt để vượt sông thành công, nhưng không phải vì vậy mà dễ bề tìm ra lực phản kích. Khi về phía của Vương, xe pháo mã đã tương đối linh hoạt. Tới đây quyết định của Triệu, mã đầu tiên phi thành quải giác đánh đuổi, pháo trung lộ rời về hai trường, rồi tức khắc lấy xe 1 bình vào chân sườn. Vương mã 8 phi quải giác ngay, ra quân rất chuẩn chỉ. Để nhân tiện là gì, dùng mã này đe thẳng vào chốt. Mà chốt 3 tấn 1 thì mã 6 tấn 7. Mà chốt 3 đưa vào thì mã 6 tiến đường 8 ngay. Cho nên tới lúc này quyết định của Triệu là dùng chốt 3 bệnh 2 tìm cách để ngăn cản mã 6 đối phương phát triển. Giờ thủ đoạn
nhảy mã đi lấy xe này truy đuổi, cũng là lý do mà Triều bệnh xe vào núp sau lưng ngựa. Tới địa phương bệnh xe đường 7, Triều mã 4 tấn 2 ra quân ngay. Thấy vậy, Vương dùng mã 6 thoái về đường 8 y hệt đánh lại từ đầu, và Triều xe tấn lên cửa Hà để đe dọa. Câu chuyện nhảy mã này lên tạo ra một đòn cờ đầy khó chịu vào xe đường 7, cho nên xe 7 buộc phải thỏ ngay vào giữa thoát thân ngay. Và Triều đưa ngựa còn lại cũng phóng ra biên ải. Rồi Vương tấn xe của Hà. Tới đây Triều dùng binh biên tiến một ngay. Vương cũng mở chốt của mình để thông lấy sức mã. Triều bình pháo đưa vào vị trí ngũ lục. Vương quyết định nhảy mã ngay cửa Hà để có thể kích đổi. Nếu như đổi được, tức là Triều mà người chủ động dùng pháo nảy ra tay, thì tất nhiên pháo bên kia toi mạng, hệ thống pháo gánh để phòng thủ Triều phản vĩ đã tự mình dỡ bỏ, chẳng khác nào tự làm khó bản thân mình cả. Rất khó khăn để có thể tiếp tục mà đương cử với thế công như trẻ tre của đối phương. Pháo trung lộ, hai xe một mã đã tiếp cận, quân lực vô cùng hùng hậu, cho nên cũng là lý do không thể nào ra tay được. Triệu Phản Vĩ lấy xe bình 8 mời tiêu đổi. Vương sớm chấp nhận, mã này quay về. Rồi đoàn dùng xe bình sang bắt cả mã lẫn chốt. Tới đây Triều dùng pháo này vọt lên ngay, và Vương dùng xe 8 tấn 1 tiêu diệt vào mã, nhân tiện đánh đuổi. Pháo rút chạy về, rồi mới thủ tiêu vào chốt. Tới đây cũng là cơ hội mà Triều có thể bình xe sang ém mã của Vương. Vương buộc phải phóng về trung lộ. Rồi tức khắc mã 8 tiến 9 ngay. Hình cờ này cũng là lý do tại vì sao mà Triều chấp nhận cho kế hoạch thông đổ vừa rồi. Hệ thống phòng thủ bằng pháo gánh đã không còn, nhưng không phải vì vậy mà thế công của Vương tỏ ra quá quyết liệt. Tới đây gần như quân lực của Vương, đặc biệt là hai mã, đều đã bị đánh lui cả, toàn là những vị trí bất lợi. Muốn phát triển không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Tới đây Vương dùng mã 5 tấn 7, và Triều cũng chỉ cần chờ có vậy, dùng xe này bệnh sang truy bắt ngay. Vương mã 8 tiến 6 phi thành quả giáp, vừa có thể giữ lại. Triều lại dùng pháo 6 rút chạy về, vừa tạo ra một cảnh giam cầm. Vương để nguyên vậy thì không biết đi quân nào, cho nên đã chủ động xe 8 tấn thẳng hai trường để kích đổi. Nếu như không đổi là lấy xe này rút chạy đi, thì mã 7 cũng chỉ cần tiến 6 mà thôi. Thế công của Vương lại mạnh bạo như ban đầu, cho nên đây cũng là một kế hoạch khá chu toàn, mà ép buộc về phía của Triều sẽ phải chấp nhận tiêu đổi. Mã của Vương phóng lên, nhân tiện là gì, giữ luôn cả chốt bên kia. Đường cờ vừa tiến công lẫn phòng thủ của Vương tỏ ra vô cùng chặt chẽ. Tới đây vẫn là một thế công định hình rõ nét hơn đối phương rất nhiều. Về phía của Triều cũng còn tam tử, hai pháo, một mã. Nhưng chỉ có một điểm tích cực duy nhất là hàng tuyến sĩ tưởng còn vẹn toàn, nghiêm chỉnh. Còn tam quân này đang còn khá loạn lạc, chưa hình thành bất kỳ một mối liên kết nào. Quyết định của Triều dùng pháo tấn lên để ngăn cản, cản việc đối phương mã 8 tiến 6 thành ra một thế quân nguy hiểm. Còn tới đây Vương chọn cách còn lại để uy hiếp, mã 8 nhảy ra biên ải. Thấy về Triều bình pháo vào để cho Vương nhảy mã chiếu, thì lập tức đã phải rời pháo này về cấm cản. Vương mã 6 tiến đường 8 ngay. Triều mã 9 đã xua lên, Vương quyết định mã 8 tấn 7. Đường cờ cũng tất nhiên vừa có thể kịp thời phát triển, vừa cũng như giữ lại quân chốt biên của mình. Còn Triều thì cực kỳ vất vả tìm cách để bắt lại thực lợi. Mã 8 tấn 7 là thủ đoạn đầu tiên. Tiếp theo là dùng pháo này quật ra binh biên, đe vào binh trung lộ khi mà mã này di chuyển đi, hoặc là chỉ ít có thể tiêu đổi vào pháo trung tâm. E rằng những lợi thế này Vương sẽ không còn gì cả. Cho nên đó cũng là lý do quyết định để giải quyết trước. Vương đằng nào thì quân binh biên cũng rất khó mà giữ mạng, đưa pháo để tả ra. Và tới đây Triều tưởng năm đã tấn 3 cấm cản, kết hợp với pháo và luôn cả quân tưởng này, chắc chắn một điều mã 7 của Vương không còn cầu lối phát triển. Nhưng đường cờ tính toán của ngoại tinh lai khách tất nhiên không hề đơn giản, cứ để nguyên vậy, si 6 tấn 5. Giờ Triều tưởng 7 đã bổ lên ngay. Dùng pháo này mà chém thẳng sang chốt bên kia cũng không làm được gì cả. Pháo này chỉ cần thoát đi, binh trung lộ hoàn toàn có thể được giữ vững. Quyết định của Vương lấy tưởng quay về ổn định đội hình trước. Sau khi Triều dùng pháo này quật sang chốt, thì Vương thủ đoạn dùng pháo 6 rời về, hỏng có thể đánh tử. Cả mã lẫn pháo đều bị đe dọa cả. Cho nên Triều mã 7 tiến 8 rút chạy kích đổi. Vương không đổi,
mà rời pháo về bắt tiếp. Giờ chiều, mã 8 thoái 7. Tới đây thì Vương lại dâng pháo lên, tìm cách để tích lũy thêm thời gian. Sau một loạt nước cờ cứ lặp đi lặp lại, đòn đánh cuối cùng Vương thay đổi, dùng pháo 6 tấn lên một mạch, bịt lấy eo tường, hay là chỉ tìm cách thay đổi trong sự miễn cưỡng mà thôi. Tới đây chiều, dùng pháo 9 kê vào chân sườn. Cuộc cờ tới đây vẫn còn khá hấp dẫn, khi đếm kể lại mỗi vị không hề kém cạnh nhau, kể cả từng quân chốt một, cho nên mọi thứ gần như còn quá sớm để nói trước. Tiếp tục thì Vương mã 7 tiến 5 truy đuổi, pháo của chiều rút chạy đúng về hai trường. Rồi Vương mã 5 tấn 7 áp sát ngay, công kích đánh từ vào pháo đường sườn, cho nên chiều buộc phải rời pháo về để giữ căn ngay. Vương nhờ vậy mới có thể nhẹ nhàng lấy thêm được một chốt, thế quân ngày càng ưu việt. Còn chiều nếu như để mất luôn cả binh còn lại, e rằng cũng chẳng còn cơ may nào. Lập tức binh 7 tấn 1 để tiêu đổi, binh này tấn lên lấy tường để diệt. Rồi Vương rời pháo về, hòng là gì đe cả tường lấn chốt. Mà chắc chắn một điều, chiều muốn cầm cự thì sẽ phải giữ lại tượng của mình. Tượng 7 thoái 5, kẻ giá phè trả. Chiều mặc dù tiếc hồi hồi nhưng Vương đánh cho một chặp, không còn cơ hội nào. Dùng pháo này khử luôn cả chốt ngay. Không còn cơ may nào để chiều có thể cướp công cả, đành phải quay về thoái thổ. Đầu tiên đưa pháo tạt ra cánh biên để có thể giải sát. Vương đưa ngựa quay về. Chiều tiếp tục mã 8 thoái 7. Và Vương dùng tượng 7 tấn 5. Chiều tới đây vất vả, dùng mã 7 tiến 6 để đe dọa, đánh vào binh trung lộ. Thế nhưng cách giải của Vương thứ nhất thật sự là táo bạo, không phải là dốc binh của mình, mà lập tức đã bùng xí lên. Chiều như mở cờ trong bụng, nhưng tưởng rằng tới đây có thể làm hao tổn đi trí lực của đối phương, khi ra sức chiếu để quấy rối liên tục. Mã 6 quay về, tướng thượng lầu rời lại pháo 4 tấn 1 để cấm cản. Và Vương đưa ngựa thoái về ngay. Chiều phản vĩ pháo 9 tấn thẳng hai trường. Hãy cùng xem tại vì sao, lý do là gì mà Vương đã chủ động đưa tướng thượng lên lầu 2 trong hoàn cảnh này. Tới đây Vương thứ nhất dùng pháo 1 rời về hai trường. Vậy là rõ ràng cho một điều, quân ngựa đường 4 này có thể nhảy chiếu được, nhưng đường để quay về thì chính thức đã không còn. Tất cả mọi cửa nẻo đều Vương đã chặn đứng tất thảy. Tới đây lựa chọn tưởng 5 tấn 7. Rồi Vương đưa chốt này dốc lên, chiều lấy pháo 4 bình 8. Thì Vương đưa chốt qua hà, không hề có một thế lực nào đủ mạnh để ngăn cản. Khi mã đã bị giam cầm, cho nên hai pháo cũng tỏ ra đầy vất vả để cố thủ. Sĩ này bung lên, thì Vương điều chốt vào nhòm tường, tường này rút chạy. Rồi thức khắc đưa ngựa quay về. Chiều tới đây hẳn nhiên không thể nào tiếp tục đến bất đồng chiến mã của mình. Khi chỉ cần mã 6 thoái 7, e rằng chính thức sẽ bị gọi án tử sau nước cờ tiếp tục là xuất tướng rồi bùng sĩ lên. Cho nên đành lòng phải dùng mã 4 tấn 2 rút chạy càng xa càng tốt. Nhưng biết đi về chỗ nào, Vương cứ vậy mà dùng mã 6 thoái 7. Hơn quân, hơn thế trận nhưng không tiến công vội vàng, tìm cách để đánh tử vào chiến mã đường 2 mới thật sự là hiểm. Tới đây chiều, dùng pháo 8 tấn thẳng hai nước. Sau lựa chọn này thì Vương không đánh nữa, mà chiều đã tự động để nhận thua. Khi nhận thấy rằng kể cả đường hướng tấn công lẫn phòng thủ đều không còn bất kỳ một cơ hội nào. Tại vì việc tới đây Vương quá đơn giản, dùng mã 7 tiếp tục lại quay về. Khi mà chỉ cần nhìn kỹ lại, chiến ngựa đường 2 rõ ràng hết cơ để di chuyển, cho nên cứ để bất động cả pháo lẫn đôi mã của mình. Tiếp tục sẽ là gì? Dùng chốt này dốc lên vào vị trí ổn định trước. Giờ tiếp tục là tận dụng đến quân mã đường xưa này, tạo ra một lối quân lệch tử đối với mã 2, rồi lại đưa binh 5 tấn thẳng qua. E rằng chiều cho dù có ba đầu sáu tay, thấy trước kẻ chết mà không tài nào có thể giải bỏ. Và như vậy sau trận đánh này, Vương thứ nhất cũng đã kịp gỡ gạc lại cho Hàng Châu. Hai đội lại ở vị trí xuất phát, đành phải dựa vào sự quyết định ở trận chung kết lượt về. Cửa thứ 50 sẽ tiếp tục, mời các bạn đăng ký để dõi theo. Còn video này chỉ tới đây thôi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.